các bạn nhà sau đây mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn cách xếp hàng bằng quả tín chưa đây. Em gửi cái link nào qua cho anh với. Gửi link nào qua thay cho anh với. Chị hả? Đấy. Cái đứa này nè. Cháu phải bên bên cỏ luôn. Cháu nắm chỗ luôn. Cháu đâu chị hả? À, chị muốn nhà tiếng thăm muốn phải bao nhiêu năm ọc vẹt rồi mất dậy. Đại tệ tức. Cháu đã đại phản này. Đi. Anh đang cùng cô anh đáp ra mà mẹ mua mà mẹ từ giờ mẹ mua luôn mua rồi sợ là mua rồi thế nắm thùng dạ không đi tôi biết đậu đậu chụp cây ừ. Nắm thùng thì được được ăn 2 năm dịch thì hơi lâu có cây được ăn 2 năm chả bị tê độc bị cái tê độc bác sĩ nó mà chữa bệnh chứ tìm ra thuốc mà chữa corona uổng phí. Video của mình đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.